Vì sao bạn cần lên iOS 15.4 ngay và luôn? Hoặc là không, bạn muốn khoe iPhone 12 hoặc 13 Pro Max Luxury mà xin mãi bố mẹ mới mua cho, nhưng lại không muốn bị bạn bè chửi là thằng khoe của? Vậy thì hãy lên ngay iOS 15.4, bản cập nhật mới nhất của Apple cho phép bạn mở khóa bằng Face ID mà không cần tháo khẩu trang. Tất nhiên, tính năng này không dành cho iPhone 11 trở xuống, vì như thế thì làm gì còn ai mua iPhone mới nữa. Ngoài ra, bản này còn nhiều cập nhật khác mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng tới, như SharePlay cho phép các cặp đôi xem phim chung với nhau mà không cần phải nằm chung giường, thay đổi tên miền email, hỗ trợ thêm nhiều emoji mới nhưng không có emoji thất tình vì bạn làm gì đã có người yêu để mà sử dụng. Nhìn chung, nếu bạn đang sử dụng iPhone 12 trở lên thì hãy cứ thoải mái mà cập nhật iOS mới, dùng cho sướng. Còn nếu bạn đang dùng những dòng cũ hơn, hãy cũng cập nhật để cảm thấy máy của bạn lag giống như số tiền trong tài khoản của bạn vậy. Khó tin công nghệ, không tin thì kệ.